bàn 3D thì mình tạo một bản vẽ mới ha. Rồi sau đó mình đánh lệnh MVSub, MVSet up, chọn No Metric, tỷ lệ 100, chiều rộng khối giấy là 297, chiều cao khối giấy là 210. Lộn, kiếm con số, thiếu số nào? 27 đúng không? 297 mà thiếu số 7, vậy là nó hư số 9 nãy, cũng gõ bị cái đó. Không sao, khối giấy không cần, chỉ cần cái tỷ lệ nó 100 là được rồi ha. Rồi, đầu tiên là vẽ cái mặt bàn. Mặt bàn là REC 1200,600. Tiếp theo á, bấm F7 để tắt cái lưới cho đỡ rồi. Tiếp theo á, mình vẽ cái chân bàn. Chân bàn là dày 18 ha. Rộng 508. Để cái mặt bàn nó thuộc vô hai phân này ha, cái gì đó. Rồi. 8 mu vô 10 phân ha, mu vô 10 phân. Rồi mirror nó qua thôi. Mirror nó qua. Rồi tiếp theo mình vẽ yếm bàn. REC yếm bàn. Yếm bàn là 1150,18 luôn. 50 hố một tí mình lưu nó về. Rồi mu nó vô 100. Sau đó mình vẽ cái lỗ đi dây điện ha. Shift chuột phải, mid between hai bond, điểm giữa hai điểm. Giữa điểm nào? Giữa điểm này và điểm này. Bán kính của nó là 30. Rồi mình mu nó vô là 50. Mu vô 50. Rồi, nhớ đánh chuyển qua 3D modeling ha. Rồi, ở chỗ đó in cell view nè, chọn là southwest isometric, có nghĩa là hướng tây nam. Tây nam. Đầu tiên đó là mình di chuyển cái mặt bàn lên lên cao độ là 750. Cao độ mặt bàn là 750. Sau đó mình đánh lên extrude. Extrude là viết tắt là EXT. Chọn mặt bàn, enter. Rồi extrude âm 25 là chiều dày mặt bàn á, âm 25 ha. Tiếp theo extrude tiếp EXT, extrude hai chân bàn lên 725. 725 nghĩa là số lần tới đáy của mặt bàn thôi. Rồi tiếp theo nữa là mình di chuyển mu mu cái yếm bàn với lại cái lỗ đi dây điện á, đi lên cao độ 725. Sau đó mình dùng lại để chốt cái yếm bàn xuống âm 350. Rồi riêng cái độ lỗ đi dây điện thì chút lên thoải mái, miễn sao nó xuyên qua cái bàn rồi à. Xuyên qua bàn nhưng mà di chuyển xuống cho nó giao nhau giống vậy đó, di chuyển xuống tí xíu để giao nhau để nó lúc mà nó trừ khó nó không bị lỗi. Thì cái khi mà thể hiện cái đường tròn nó bị gãy khúc, nó có bốn cái đường contour thì mình vô đây mình tăng ha, bằng cách vô lệnh option option nè à, chỗ cái contour line surface nè. Cái đường biểu diễn, đường line biểu diễn mà trong cái vòng tròn bề mặt đó, nó đang có 4, mình tăng nó lên 12. Tương tự vậy cái segment polyline cover đường cong là cũng tăng lên 12 luôn à, ở phần display á. Còn trong cái tab 3D modeling nè, thì ở cái UV á, isoline on surface á, cũng tăng lên 12 luôn. Cái này cũng tăng 12 luôn. Để cái đường cong nó nhuyễn hơn như vậy á. Rồi bấm lệnh regen. Again, thấy không? Nó lên tăng lên 12. Tiếp theo mình dùng lệnh subtract, subtract là lệnh trừ khối. Chữ SU enter, chọn cái mặt bàn. Chọn xong bấm enter, sau đó chọn cái khối tròn, bấm enter để đục lủng cái của mặt bàn ha. Rồi, muốn xem chế độ tô bóng thì vô chỗ 2D wireframe này nè. Bấm sổ xuống. Chọn là set with X, có nghĩa tô bóng mà có cái viền cạnh.
Hiểu không? Mình tô bóng nè, nó có viền cạnh nè, phải nhìn rõ được cái mặt bàn. Rồi, khi mình có khối 3D của bàn rồi, bây giờ mình dùng lệnh Space để mình chuyển qua vẽ mặt bằng mà đứng và cắt ha. Bấm lệnh Base, chọn là From Model Space à, rồi chọn hết đối tượng này luôn. Chọn xong bấm Enter. Sau đó nó hỏi là có chuyển cái khối model này vô layout 1 không? Mình đồng ý bấm Enter luôn à, thì chỉ vô layout cho mình. Sau đó mình lên cái bảng tỷ lệ, mình chọn tỷ lệ phù hợp à. Tỷ lệ đây là mình chọn, giả sử mình chọn là 150 à, 150 hoặc 1% thôi cũng được, 1% cho nhỏ, 1% nè à. Rồi đầu tiên là cái mặt đứng à, dạ, đứng xong á mình bấm Enter cái mình di chuyển cái xuống cái mặt bằng, rồi sau đó mình di chuyển ngang qua được mặt không, cái di chuyển lên trên được mặt phối cảnh à. Thậm chí mình di chuyển tới tiếp tục á, thì được phối cảnh đây, tiếp tục thì được phối cảnh bên đây và tiếp tục được phối cảnh đây ha à, mỗi cái phối cảnh nó có tầm nhìn khác nhau à, bấm Enter đó, nó vẽ ra được cái mặt bằng mặt đứng chính mặt đứng bên và hình chiếu trục đo à, thì nó vẽ luôn biểu diễn nó đứng luôn cho mình luôn. Rồi tiếp theo là mình vẽ nét cắt mặt cắt à, mình chọn cái mặt đứng của cái bàn à, mình bấm vô chữ section, bấm vô chữ full là cắt toàn bộ đó à, rồi bắt đầu bấm điểm đầu tiên di chuyển sụt xuống dưới à, di chuyển xuống dưới rồi bắt đầu kéo vật thể đi ngang qua bấm enter à, là vẽ được mặt cắt rồi. Ta có thể về dấu cắt, về dấu cắt này mua nó qua chỗ cái lỗ điện á à, thì cái mặt cắt nó cầm được theo à, nó cầm được theo. Không thể có thể sửa tên cái mặt cắt này. Tiếp theo là mình vẽ chi tiết bằng cách là chọn vô cái mặt cắt này, mình bấm vô chữ detail à, chọn là circular là vẽ chi tiết vòng tròn. Vòng tròn thì có nhiều cách chọn, mình chọn cách smooth with border à, nhưng mà nhớ là chọn tỷ lệ hồi nãy là 100, giờ chọn tỷ lệ phóng to lên là 150 chẳng hạn vậy à. Rồi bắt đầu mình vẽ cái vòng tròn, vòng tròn bấm vô nhắm nhắm thôi ha, bấm lớn ra à, sau đó mình kéo ra dưới đây chẳng hạn vậy đó, bấm enter đó, thì nó vẽ được cái vòng tròn và với scale là 150. Thì những cái này mình có thể sửa lại được ha, được chi tiết tiếp B chẳng hạn vậy. Còn này là sửa thành chữ tỷ lệ 150 một xịt rồi. Cái này vậy chọn là mặt cắt AA AA, đây là tỷ lệ 100. Rồi cái bên đây thì mình có kích thước như bình thường, có thước như bình thường. Đầu tiên mình hiệu chỉnh cái kích thước ha, kích thước này là mình đã hiệu chỉnh một lần rồi, giờ mình làm nhanh thôi. Test set bow align này mình cho là 100 thử ha, 100 đến à, chỉnh số không nữa, precision chỉnh số không luôn, đo thử rồi đen đi à, lớn quá vậy là 11 thôi. Modify vô tắt fix lại cho này 11 thôi, đen là y vừa nãy 1180 thì đây là vừa đo như bình thường thôi không khác gì nào hết.
mặt cắt 100. Đêm để ý dễ chiều cao của nó luôn 350. Chiều cao giày ván 25. Chiều cao chân nó đạt khá một số kích thước cơ bản ha. Rồi mặt bằng, kích thước cơ bản mặt bằng. Đó, nó giống như ba mẹ triển khai thực thụ của mình ha. Rồi tới đây rồi, thí dụ mình sửa cái này, cái hay là mình sửa là nó cầm được theo. Giả sử qua bên mô đô này không, mô đô giờ mình cho cái mặt bàn này cái mặt bàn, cái chân bàn chẳng hạn, đi cái chân bàn đi bự ra tí ha, bự ra 18, mình thêm 36 nữa là ra 50 đúng không, 36 50 thì 26 thôi, cho bằng 40 thôi, 26 à. Cái bên đây cũng vậy, cho ra 26 ha. À, xóa này đi, mirror qua, mirror qua chính xác hơn, mirror qua midboard, mirror 2D ha, để nó hiểu ha. Rồi thí dụ vậy, rồi mình qua lại layout mình xem là coi gì á. Đó. Đó, nó cập nhật không, cập nhật. Nhật do mình xóa cái kia nó không hiểu, mà nếu mình chỉnh cái khối nó hiểu nè, u lại chỉnh cái khối, chỉnh cái khối nó sẽ hiểu hơn. Quay qua trong khác 3DO, chỉnh khối nè, 26. Rồi qua layout một lại, thấy không, nó cập nhật, thấy không, thấy cập nhật hết không, cập nhật hết cho mình. Hồi nãy mình quên đo cái thước, nó nhảy theo luôn á. Ở thước thử đi ha, đây là 44 nha, vậy 44. Rồi qua mô đồ chỉnh lại ha, chỉnh qua lại số 4 thôi, số 4 giảm lại cho thành 40. 3DO xoay qua, ở đây cũng số 4 cho giảm lại, rồi quay qua layout lại, thấy không, cập nhật 40 liền, thấy không. Đó, cái hay của cái này là cập nhật nữa, nhưng mà nó nằm ở layout thì bạn đang triển khai bên kia mà làm sao là lấy thành được qua modo lại, đúng không, thì cái khó là đó. Thì nó có một cách là bấm lên chữ A nè ha, bấm Cell S, Cell Layout như là một bản vẽ, Cell Layout as a drawing nè, không, Cell Layout như bản vẽ. Rồi đặt tên là triển khai bàn làm việc sale. Rồi nó hỏi có mở bản vẽ đó không, mở luôn, thấy không. Thì lúc này là có nghĩa là bên không gian mô hình nè, chứ không phải layout nữa, thì tha hồ copy qua lại copy, còn bên layout mà đâu copy được đâu, bên layout không copy được, còn nó thành không gian mô hình thì copy thoải mái ha.